Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 80. Kiếm Tiền 80 sẽ hướng dẫn các bạn trong chương trình hai góp như ăn chia 2.000 tốc cần 2 tỷ tốc cần có hiệu là INNBCL trên một cái sàn Stock. Đầu tiên các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái sàn Stock. Rồi các bạn click vào phần 2 để làm hai góp nha. Đầu tiên các bạn follow Stock nè. Các bạn follow nha các bạn. Rồi. Vì mình theo dõi rồi nha các bạn. Rồi các bạn thay thoát ra đây qua. Thứ hai là bạn đi tiếp follow. Thứ hai là các bạn retweet, sẽ retweet nè, tweet nè. À. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn test lại một cái tên lần nha các bạn. Thằng đây mình kiếm nè. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn đi tiếp chứ comment là Calippo and Bitcoin nha các bạn. Đây mình copy nha các bạn. Thằng. Rồi các bạn đi tiếp cho là Calippo này nha các bạn. A cộng Stock. Rồi nha các bạn thêm một chữ good IRUP được các bạn. Chống comment chống người ta nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút trả lời nè. Đó. Đó, các bạn like cái nè. Rồi các bạn tweet cho nữa nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ thứ tư là các bạn điền form nha các bạn. Các bạn vào form nè. Chương trình này góp sớm kết thúc thôi các bạn ơi. Phan để mình có thông tin nha các bạn. Ai góp là no kai register, no kai say. Rồi claim là cộng follow the world. Rồi các bạn bấm vào claim nha các bạn. Vui lòng chừng nào này account. Rồi các bạn ghi username Taylor World của mình nha các bạn. Account win VNNH9. Rồi các bạn bấm nút claim try nha các bạn. Thank you for IRUP. Vậy là mình đã hoàn thành IRUP các bạn. Câu này nhiệm vụ là rất là đơn giản. Nên nay cảm ơn bạn đã tham gia chương trình IRUP và ghi lại cái account. Chỉ video mình kết thúc các bạn. Mọi thắc mắc không hiểu các bạn đã comment bên dưới. Nó sẽ dành cho 4.000 cái đi đầu tiên các bạn. 4.000 bass. Register user nè. KC no KC. Vậy video mình kết thúc mà con này không cần ra C nha các bạn. Các bạn cứ làm theo mình đi rồi nữa nó sẽ trả về sàn Stock nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.